Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người một chút về cái căn nhà hiện tại trong video này. Ngọc Ánh muốn gửi gắm tới quý khách hàng, tới những quý anh chị mà có cái tầm vừa thu nhập vừa phải và chỉ có khoảng tầm 3 đến 400 triệu tiền mặt thôi, có phân vân rằng là có nên mua nhà hay không. Thì trong cái video này, trong cái căn nhà này, Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người với cái căn nhà giá rất là hợp lý, nhà xây mới 3 tầng, sổ đỏ chính chủ riêng biệt từng căn và giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước, thiết kế đầy đủ, với căn nhà đầy đủ công năng, đầy đủ tiện ích sinh hoạt xung quanh, gần trường mầm non, gần trường cấp 1, gần trường cấp 2, với căn nhà ngõ rất là rộng, cách với trục đường chính hai ô tô tránh nhau chỉ khoảng tầm 100m thôi, thưa quý vị. Vậy thì có nên cân nhắc để mua hay không ạ? Với cái giá bán hợp lý và gần như là rẻ nhất của khu vực chỉ với 1 tỷ 350 triệu đồng thôi, thưa mọi người. Mọi người có tin được không? Em không hề câu view, không hề câu like nha mọi người. Căn nhà đó đây, giá là thật. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Diện tích của ngôi nhà trên sổ đỏ là 32,5m. Thiết kế và xây dựng là 3 tầng hiện đại, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho mọi người. Và đây là ngõ trước nhà mọi người nha. Đó. Với cái dự án 3 căn này thì bên Ngọc Ánh đã bán 2 căn rồi, chỉ còn lại 1 căn duy nhất thôi thì gửi tới quý khách hàng. Với mong muốn là với anh chị nào mà có cái tầm khoảng tầm 3 4 500 triệu tiền mặt mà đang cân nhắc là có nên mua hay không thì Ngọc Ánh nghĩ rằng nên mua. Bởi vì sao ạ? Cái lãi suất ngân hàng vay để mua nhà rất là thấp, gần như là thấp nhất trong tất cả các hình thức cho vay, và cái lãi suất ưu đãi đồng thời là cái thời hạn vay là dài nhất nha quý vị, 25 năm cơ mà. Cho nên là với căn nhà này khẳng định luôn với mọi người nên mua, giá hợp lý, thiết kế đầy đủ công năng. Phần cửa chính của ngôi nhà đây mọi người nha, được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim chắc chắn, rất là đẹp, có ban công giả hướng ra phía bên ngoài, rất cùng rất là thoáng. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào tầng 1 của ngôi nhà, khám phá ngôi nhà 3 tầng này, giá sao lại rẻ thế mà lại sổ đỏ chính chủ, có tiện đi lại hay không? Mời quý vị. Với tầng 1 của ngôi nhà, như mọi người có thể quan sát ở trên video này, gần như chưa hoàn thiện xong thì đã bán rồi mọi người ạ. Bán được, ở đây có 3 căn thì đã bán 2 căn rồi, với căn này gọi là phần vào hoàn thiện. Đẹp đẹp một chút thì Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng, nếu mà chỉ chậm một chút nữa thôi thì chắc là không kịp quay mà đã bán hết rồi. Và kể cả hôm nay có xấu một chút thì vẫn cố gắng quay để gửi tới khách hàng để biết rằng có cái căn nhà giá sao lại rẻ như thế, hợp lý như thế. Mặt tiền của ngôi nhà trên sổ đỏ là 3m05, mặt hậu là 3m05. Vuông vắn nha mọi người, rất là vuông vắn. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà thì theo hiện trạng gần như là có thể dọn đồ về và ở thôi. Phần ở đây nó hơi bừa bộn một chút thì chủ đầu tư chỉ dọn dẹp lại là xong. Phần thiết kế hoàn thiện là gạch lát nền này, kích thước 60-60 hoàn thiện xong đầy đủ, với phần trần thạch cao lắp đặt sẵn sàng. Với cái hồ sơ điện, hồ sơ nước của cái căn nhà này đã được xong xuôi hết rồi nha mọi người. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Tiếp theo, đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, rất là rộng rãi, đáp ứng đầy đủ công năng. Chỉ với tầm 4-500 triệu tiền mặt mà quý anh chị nhận nhà ở ngay như thế này thì không còn gì hơn cả. Với cái tầm tài chính như thế mà bây giờ mình vẫn phải đi thuê nhà tầm cả con cái nữa, tầm 4-5 triệu. Thì nói chung là với thay vì cái việc mà đi thuê thì quý khách hàng chọn ngay cái căn nhà này cho anh Ngọc Ánh. Bởi vì sao? Quá là hợp lý, tiện ích, rất là gần trường mầm non, trường tiểu học. Vị trí của ngôi nhà cụ thể thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha mọi người. Từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó chỉ 3,5 km, đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn cũng chỉ 3,5 km thôi, vô cùng tiện lợi, đi lại rất là gần, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Và quanh vị trí nhà thì quá là đầy đủ những cái tiện ích chợ đường phường trạm luôn. Đó. Phần phòng bếp đây mọi người ơi. Với cái phần tủ bếp đây mọi người thấy không ạ? Thiết kế bài trí rất là hài hòa cùng với tông màu gạch của ngôi nhà. Đây, đây là tủ gỗ. Tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ rất là chắc chắn. Xung quanh bếp được ốp gạch 60-60, mặt bếp ốp đá granite. Đây, hệ thống vòi chậu này cũng như là chậu rửa bát được thiết kế đầy đủ rồi. Ngoài ra tầng 1 thì có nhà vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi chậu, và có hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang của ngôi nhà này là được thiết kế là gỗ lim nha mọi người nha, rất là chắc chắn. Mặt bậc cầu thang là được ốp gỗ nha mọi người, rất là đẹp.
Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà xem với cái giá chào bán như thế và quý khách hàng bỏ ra 400 triệu đến 500 triệu tiền mặt thì có xứng đáng hay không nha. Khi bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây có một cái cửa sổ ở phía cầu thang mở ra được rất là thoáng nha mọi người. Và trên tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế gồm một phòng ngủ vô cùng rộng và một phòng vệ sinh, đồng thời có hẳn một cái hành lang rất là rộng để đi vào phòng ngủ nha mọi người. Hành lang này mà nhà nào có con nhỏ để sử dụng chung thì cũng rất là ok nha mọi người nhá. Mời mọi người theo em vào phía phòng ngủ. Đây, với căn phòng ngủ này rất là rộng. Trên tầng 2 thì chủ đầu tư có xây đua ra một chút và có ban công hướng ra phía bên ngoài đây nha mọi người. Đấy, cửa mở ra rất là mát. Đó. Và phía trước của ngôi nhà thì hiện tại không có một ngôi nhà nào chắn hết, cho nên rất là thoáng. Toàn bộ trên tầng 2 được chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp cho mình. Đó, rất là đẹp, hợp lý. Và tầng 2 còn có một phòng vệ sinh ở phía bên trong thiết kế theo kiểu master hiện đại. Đầy đủ bồn cầu liền khối, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu. Đó, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp em. Với cái phòng ngủ vô cùng rộng rãi như thế này mà quý khách hàng chỉ phải chi trả 3 đến 400 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ, thì sao phải đi thuê đúng không ạ? Không việc gì phải đi thuê nhà cả. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này là cửa gỗ lim, rất chắc chắn. Trên tầng 2 cũng được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Vậy trên tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Trên tầng 3 của ngôi nhà cũng là tầng cuối cùng rồi mọi người ạ. Thì trên tầng 3 thiết kế như sau. Ở phía cầu thang đi lên là có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là cái phần thông thoáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 3 thì thiết kế gồm một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và một phòng vệ sinh. Đó, đây là phòng ngủ nha mọi người. Với căn nhà 1 tỷ 350 triệu đồng thôi, quá là hợp lý. Hai phòng ngủ rộng, hai phòng, ba phòng vệ sinh, đồng thời là phòng thờ, phòng sân phơi riêng biệt mọi người ạ. Đó. Từ vị trí ngôi nhà như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, xung quanh đầy đủ tiện ích, dân cư đông đúc. Đó. Hàng xóm thì vô cùng thân thiện nha mọi người. Đấy, trên phần tầng 3 đây. Tầng 3 thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ mà thay vào đó là lát toàn bộ là gạch 60-60. Trên tầng 3 cũng vậy, không làm trần thạch cao mà thay thế vào đấy là trần thường, cho nên là nhìn cái trần nó cũng rất là cao và thoáng nha mọi người. Về phòng vệ sinh đây ạ. Đó. Căn nhà thiết kế rất là hợp lý với cái tầm tài chính thấp nhất của khu vực. Và theo cá nhân Ngọc Ánh đánh giá thì cái căn nhà này đúng là đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình mà có tầm tài chính vừa phải. Đây chính là cái căn phòng thờ nha mọi người. Và phần còn lại, phần cuối cùng đó là sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà thực ra thì bây giờ nhà nào cũng có máy giặt vắt khô hết rồi, cho nên cái việc phơi phóng nó cũng quá là đơn giản thôi mọi người ơi. Đó. Như vậy thì nàng Ngọc Ánh cũng đã review gần như là chi tiết cho quý khách hàng của em từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Với căn nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay như thế và chia sẻ như thế thôi nha mọi người. Thì cái thông số là chính xác, cái giá bán là chính xác. Bao toàn bộ phí thuế sang tên với cái giá 1 tỷ 35. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này, về tư vấn về pháp lý cũng như là hỗ trợ ngân hàng, cũng vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nha. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những video xuất sắc nhất của bên Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.